Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cá Khoai Gaming của mình. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cách mà các bạn có thể kiếm được những cái quyển sách như thế này nha các bạn. Đây, những cái quyển sách như thế này. Mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn. Đây là những cách mà chúng ta có thể kiếm được sách ở cái thời điểm hiện tại nha. Còn trong tương lai có thêm những cái cách nào mới thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sau. Thì trước tiên á, cách thứ nhất thì các bạn vào phần mục sáng tạo, sau đó các bạn vào phần trao đổi ha. Thì ở phần trao đổi ở đây thì các bạn có thể dùng cỏ 4 lá, đúng không? Cỏ 4 lá để các bạn đổi những cái quyển sách này. Đây, mình sẽ đổi cho các bạn xem nha. Đó, đó. Để các bạn đổi những cái quyển sách này. Vậy cỏ 4 lá thì các bạn kiếm ở đâu? Cỏ 4 lá thì các bạn sẽ kiếm được ở trong phần là sáng tạo nha các bạn. Đây, nó đây nè. Tức là khi các bạn ghép những cái loại trái cây lại với nhau nè, những cái hương vị lại với nhau á, thì nó sẽ xuất hiện cỏ 4 lá ngẫu nhiên nha. Để mình sẽ ghép cho các bạn xem nha. Đó, nó lại xuất hiện cái cỏ 4 lá rồi nè. Cỏ 4 lá ở trong cái phần là sáng tạo. Hiện tại là chỉ có cách này mới kiếm được cỏ 4 lá thôi. Đó là cách thứ nhất, là các bạn có thể dùng cỏ 4 lá để các bạn đổi những cái quyển sách. Rồi cách thứ hai là gì? Cách thứ hai á, là các bạn đạt đến một cái level nhất định, đúng không? Thì các bạn sẽ mở được cái máy chơi game. Đây, cái máy chơi game thì ở đây á. Các bạn chơi game thì các bạn có thể là chơi trò chơi là xếp hình hoặc là gấp thú. Mình khuyên các bạn nên chọn cái trò chơi là gấp thú nha. Vì gấp thú nó sẽ đơn giản hơn so với cái trò chơi là mở hình đó các bạn. Thì sau khi mà các bạn gấp thú xong, các bạn sẽ đạt được một cái số điểm nhất định ha. Thì sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta trao đổi nha. Thì các bạn ấn vô cái chữ trao đổi ở đây nè. Đây, thì ở đây nó cũng sẽ có cái phần mục sách cho các bạn có thể trao đổi luôn. Đấy, thấy không? Chỗ này nè các bạn. Thì các bạn cũng có thể trao đổi ở đây nha. Đây, các bạn dùng cái điểm tích lũy để các bạn trao đổi, là cái điểm để các bạn chơi game hồi nãy đó, để các bạn trao đổi. Ngoài ra thì các bạn còn có thể là trao đổi thêm những cái nguyên liệu để các bạn sáng tạo ra những cái nước lẩu nha. Rồi cách thứ ba là cái cách này ít người biết lắm, đó chính là các bạn vào phần là một cửa hàng, sau đó các bạn chọn đến cái đơn vị là tiệc rượu khai mạc. Thì ở đây các bạn sẽ được rút thăm nha các bạn quay số. Thì nếu mà các bạn quay số may mắn thì các bạn có thể là trúng được cái quyển sách nha. Và chưa hết đâu, khi các bạn đã đạt đến một cái số điểm tích lũy nhiều rồi, các bạn ấn vô cái chữ trao đổi chỗ cái hộp quà, rồi các bạn kéo xuống cho mình. Thì ở phần này nè, các bạn có thể dùng là 200 cái điểm tích lũy để các bạn đổi 20 cái quyển sách nha. Đây, đó, mình đã hướng dẫn các bạn này, chỗ này ít người biết lắm các bạn. Đây, các bạn có thể dùng cái này nha. Đó, rồi. Ngoài ra, hiện tại ở trong cái sự kiện World Cup này là cái sự kiện có thời hạn nha các bạn. Khi các bạn tham gia vào trò chơi á, thì các bạn cũng có cơ hội nhận được những cái quyển sách nè. Đây, để mình chơi cho các bạn xem nha. Đây, các bạn cũng có thể nhặt được kim cương và những cái quyển sách như thế này đấy, và tiền sao nữa. Ý đây là một cách cho bạn nào thích cà cha nha các bạn. Ở trong đây thì nó rất là nhiều sách luôn các bạn. Trong cái map này, trong cái sự kiện này, chúng ta chủ yếu thu thập là những cái cúp với sách nha các bạn. Thì tiền sao thì mình cảm thấy là nó dễ tìm đó các bạn, do đó mình không có chú trọng đến tiền sao cho mấy. Chơi ở trong cái map này chủ yếu là mình sẽ thu thập thật nhiều những cái chiếc cấp nha. Cấp các bạn thu thập càng nhiều thì các bạn có thể đổi được những cái quyển sách nè. Ngoài đổi những cái quyển sách thì các bạn còn có thể là đổi những cái cổng trang trí nữa, rất là hay các bạn. Các bạn chơi càng về sau thì cái độ khó nó sẽ tăng dần nha các bạn. Nhưng mà cái số lượng cấp, cái cấp nó sẽ xuất hiện lên nhiều hơn nha. Đây, đến cái giai đoạn này nè, là tương đối khó nè các bạn. Nhưng mà cấp nó nhiều. À, mình đã bỏ lại một cấp vào đấy các bạn. Vâng, đấy, mình đã thu thập được là 4 quyển sách nè. Đó, một đá quý nè, với 2.700 tiền sao. Đấy, và 16 cái chiếc cúp. Đó, các bạn cứ thực hiện tham gia cái event này đi là các bạn có thể thu thập thêm được sách nha. Nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn cứ để lại comment ở dưới cái clip này cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Bye bye.